Cuối năm kính chúc nhà nhà từ Nam tới Bắc hài hòa đón xuân. Năm 2021 sắp qua, Nguyễn Thơm muốn gửi vài lời cảm ơn. Cảm ơn đến chính bản thân suốt 12 tháng qua trong năm 2021, luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn từng ngày. Cảm ơn bản thân đã gần hoàn thành những mục tiêu đặt ra cho mình. Cảm ơn vì đã mua được những thứ mà mình thích. Cảm ơn mình vì luôn luôn có những suy nghĩ tích cực, vui vẻ và truyền động lực cho những người xung quanh. Cảm ơn những người đã ngang qua dù chỉ là những ngày ngắn ngủi nhưng cũng đã để lại những ký ức chẳng thể quên. Cảm ơn vì sau những tổn thương và mất mát khiến con người này đã nhận ra nhiều điều giá trị trong cuộc sống. Cảm ơn những người ở đến tận ngày hôm nay vẫn còn lại để yêu thương và lo lắng cho mình. Cảm ơn mỗi hơi thở của chúng ta, bởi đến ngày hôm nay chúng ta vẫn khỏe mạnh đến giờ phút này, vẫn còn có gia đình để trông ngóng, vẫn còn có nơi để về. Cảm ơn bố, mẹ, anh chị em, những người bạn trong lúc khó khăn luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, bảo ban, lo lắng. Cảm ơn những người thầy, người cô luôn dạy bảo, trao giá trị, cống hiến từng ngày. Cảm ơn những cuộc gặp gỡ cũ và mới, cả những lúc chia ly. Cảm ơn gia đình nhỏ luôn luôn ở bên với những tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn năm 2021 sắp qua để lại trong em những ký ức và kỷ niệm đẹp. Năm 2022 sắp đến, việc đầu tiên bạn hãy mua cho mình một cuốn sổ mới, một cây bút mới để viết cho mình những mục tiêu bạn nhé. Hẹn bạn vào video sau, mình sẽ chia sẻ những mục tiêu cho năm mới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.